hả? Sáng giờ hôm nay nói chuyện con hả? Nè, Bề cái tivi đó. cá ơi, sao? Ủa, sáng giờ có ai nói chuyện không? Ừ, hả? Sáng giờ có ai? Sáng giờ ai nói chuyện con không? Ai cũng bận, ai cũng lu bu chứ ai nói chuyện quá không? Phải không? Quá trời rồi. Phải không? Sáng giờ mẹ nói chuyện con không? Sáng giờ